MDRT top 5% các chuyên viên tư vấn hàng đầu thế giới là MDRT tại AIA Việt Nam. Bạn được tận hưởng những quyền lợi tuyệt vời nhất ngành bảo hiểm nhân thọ. Ưu tiên phục vụ. Tặng một thẻ chăm sóc sức khỏe cho bản thân hoặc người mà MDRT chỉ định. Thưởng MDRT đạt sớm và 100% tiến độ hàng quý tùy theo memo cụ thể của chương trình. Được ưu tiên các dịch vụ thẩm định và phát hành hợp đồng hỗ trợ cung cấp thông tin phản hồi về các ca bồi thường. Được ưu tiên phục vụ tại quầy dịch vụ khách hàng. Được ưu tiên tạo nguồn khách hàng tiềm năng và tăng doanh số theo từng chương trình cụ thể của công ty. Nổi bật trong đội ngũ. Hỗ trợ chuyên nghiệp hóa hình ảnh cá nhân của MDRT trên mạng xã hội. Hỗ trợ bài viết giới thiệu bản thân, sự nghiệp và thành tựu trên website câu lạc bộ Tinh Hoa. Phát triển toàn diện. Tham gia các khóa huấn luyện đỉnh cao với các chuyên đề được thiết kế riêng biệt. Tham dự các hội nghị MDRT trong nước và quốc tế theo chương trình thi đua. Nâng tầm đẳng cấp. Trở thành COT, TLT, bạn sẽ được vinh danh tại đêm ngoại hạng và lễ khởi động kinh doanh cùng quà tặng đặc biệt. Cơ hội trở thành nhà cố vấn MDRT để phát triển văn hóa MDRT đến đồng nghiệp và được đào tạo trở thành diễn giả trong và ngoài nước. Khẳng định đẳng cấp cá nhân và nâng tầm sự nghiệp của chính bạn. Hãy trở thành MDRT ngay hôm nay!